Cả nhà ơi, tương ngon nhất Nam Đạt tuần ông Tuấn mang đến. Tương đây chai này, tương ngon nhất bần bác Triều gửi cho nến về và tương của nhà làm. À, ông Tuấn ông bảo ông ấy là soái ca số 1, rồi chúng tôi số 2 khiêm nhường đi xuống, thấy chưa? Này ngọt không? Ngọt lắm không? Nó ngọt đậm đà con ạ. Cái này kiểu nó đều ngọt. Nếu không có cái gì so sánh thì đều thấy ngon, đúng không? Cái mùi này hơi giống mùi tương nhà mình, còn cái mùi này nó là ra cái mùi đậu này, nó răng kỹ hơn, đậm hơn tí nữa thì ok. Đúng rồi, cái này là nhiều đậu, nhiều đậu này. Cái này là hơi nhiều gạo này, chất đỗ ít này, cái này là nhiều đậu là chất gạo ít này. Còn nhà mình gạo mới đỗ đều nhiều và có cả gạo lứt. Cái này nhạt không? Cái này thì cũng hơi nhạt, mà mùi nó cũng hơi nặng nặng. Thấy cái mùi của nhà mình nha. Thơm. Ôi giời ơi. Mùi này thối thối như nước mắm. Nó không biết, cháu nó bảo không biết ngâm nước đỗ với nó. Mùi này hơi như nước mắm. Mùi này mùi này thì ra cái mùi ngái ngái của mốc mật. Cái này mốc mật có vẻ nhiều nhỉ? Mốc mật nhiều, cái này đỗ nhiều, cái nhà mình tỷ lệ vừa phải và mùi, tại vì nhà mình có cái đọt dứa nữa và cái kỹ thuật ủ mốc 60 độ nữa. Các bạn ơi, nhất Nam Đàn, nhất Bần và nhất Hà Nội, còn nhất Việt Nam là ông Tuấn. Chúng tôi phong ông Tuấn lên nhất Việt Nam. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, tại sao nó là ngon nhất? Bởi vì toàn là những người thực dưỡng nằm vùng, mang từ những người Bắc Triều. Bác ấy bảo là ở ngoài mặt đường thì nó ngon kiểu khác, còn đây là ngon nhất theo kiểu ở trong mùi. Mùi hơi nặng thôi. Cái nào hơi nặng? Cô bảo cái này mùi thơm hơn của cô còn đâu. Cái này đâu không, cái này thơm này nhất này, mà vị ngon đậm đà này. Cái này là ngay ngái mùi mốc mật. Còn cái này thì nó hơi mùi nước mắm và cũng nặng mùi và tương đối cái nào cũng ngon. Nếu không có gì để so sánh thì mỗi người, mỗi thằng nó đều ngon nhất. Nếu không có cái gì so sánh, ngon nhất vùng. Tôi không phủ nhận các bạn đã làm được những kỳ tích tuyệt vời, nhưng mà các bạn còn phải học nữa để tiến lên level, phải nâng cao nữa nhá. Có ba vùng ngon nổi tiếng rồi, là nổi tiếng nhất là Bần, nổi tiếng theo vùng, nổi tiếng theo Nam Đàn, và bây giờ nổi tiếng Hà Nội tương Hà Nội. Ở bây giờ cháu nổi tương Hà Nội nhá. Hà Nội không vội được đâu này. Tương Hà Nội bây giờ là ngon nhất nước, còn ông Tuấn là xuất sắc, ngon nhất vùng miền miền Bắc. Chúng tôi khiêm nhường, chỉ có so sánh tương miền Bắc thì là tương Hà Nội hiện nay đang number one. Còn ông Tuấn phong lên ngon nhất nước nhá. Chị cháu thứ hai. Thứ hai cô à? Cháu mình thứ hai chắc không phải là number 1. Lại ông